Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 9 chương 883, hồi 1 Ánh mặt trời lóa mắt, mặt nước sóng sánh của sông Lâu Giang được điểm xuyết bởi ánh vàng rực rỡ. Sắp tới chính họ, đã đến thời gian hẹn quyết chiến, Lưu Vân chắp tay trong áo, chờ song hùng đến. Đằng sau hắn có khoảng 100 quan sai, cùng chí và hồng bổ đầu cũng đã đến, mọi người đều trang bị đao cung đầy đủ, cảnh giác đề phòng, tất cả đều lo lắng về cuộc chiến hôm nay. Lưu Vân biết rõ chỗ lợi hại của côn luân cao thủ, mặc dù lúc này có rất nhiều thuộc hạ, trong chốc lát song phương vô cớ muốn trở mặt, e rằng vẫn khó có thể chống cự nổi. Cũng vì thế, Lưu Vân mặc cho cổ thiến hề liên tục nài nỉ, nhất quyết không cho nàng đi cùng, tránh làm tăng thêm nguy hiểm. Sáng sớm hôm nay, Dương Túc quan chiếu theo âm mưu đã vạch, sáng sớm đã ra ngoài gặp Trác Lăng Chiêu. Lưu Vân Niên nghĩ đến ân nghĩa giao tình với ngũ định viễn, không tiện cùng hắn đi bàn bạc. Dương Túc quan chuyến này gánh nặng đường xa, hung hiểm dị thường, Trác Lăng Chiêu một khi trở mặt không biết cần biết là ai, động thủ tới, Dương Túc Quan khó lòng rút lui êm đềm. Lại nói, hắn không chỉ phải chịu trách nhiệm về hương suy của liễu môn, mà còn phải chịu đựng sự trách cứ xem thường của đồng môn, thật là vất vả khó xử. Chỉ là trong tình huống nguy cấp này, da của trước vẫn cứ là bình thản ung dung, cười nói cùng Diễm Đình và Cổ Thiến Hề. Lưu Vân nhìn thấy không thể không ngưỡng mộ hắn gan dạ sáng suốt hào khí, xem ra danh sưng, văn dương võ tần, hắn hoàn toàn xứng đáng lúc này đã gần đến buổi trưa, không biết kết quả thương lượng của Dương Thúc Quan thế nào. Hai bên nếu có kết quả tốt, nói không chừng có thể khuyên Trác Lăng Chiêu rời đi, tránh được án mạng. Nhưng nếu có bất đồng, Trác Lăng Chiêu không chút nào coi trọng, chỉ sợ Trường Châu nhất định sẽ đại loạn. Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy Củng Chí tiến đến, ghé vào tay hắn nói nhỏ, khởi bẩm Chi Châu, Trác Lăng Chiêu tới. Lưu Vân quay đầu lại nhìn, thấy một đám người mặc áo bào trắng tay cầm thanh phong ngạo nghễ đi tới trước mặt một người tiên phong đạo cốt đúng là tự xưng kiếm thần trác lăng chiêu lại không thấy tung tích của dương túc quan lư vân trong lòng hồ nghi không biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không chỉ là dương túc quan thông minh nhạy bén ngay cả khi gặp nguy hiểm cũng có thể nỗ lực thoát thân không biết hắn đã đi đâu khi trác lăng chiêu đi đến bờ sông lưu vân tiến lên trước hành lễ chắp tay nói tại hạ trường châu chi châu lưu vân đã gặp qua trác trưởng môn trác lăng chiêu liếc hắn một cái lãnh đạm nói chi châu có chuyện gì chỉ giáo lưu vân thấy hắn biểu tình như vậy nghĩ đến chuyến này của dương túc quan chưa lấy được lòng kết quả thương lượng định là không tốt liền nói hạ quan may mắn làm chi châu ở đây tự mình cảm thấy phiền muộn khi thấy bá tánh đấu đá riêng tư mong trác trưởng môn động thủ có thể chiếu cố vương pháp công lý. Hắn tự biết lời này chỉ là hợp với tình hình, thật sự rất khó để kiềm chế võ lâm hào kiệt. Quả nhiên nghe tiền lăng dị chê cười nói, chi châu đại nhân muốn tại đây chấp pháp. Không ngại kêu trăm tên quan sai kia của người lên bắt người đi. Các đệ tử phái côn luân nghe lời này đều phá lên cười. Lưu Vân hừ một tiếng, lúc này địch mạnh ta yếu, trừ phi điều ra mấy ngàn quân mã áp trận, bằng không thì không thể làm gì được, lại hừ một tiếng, đã lộ vẻ mặt giận dữ. Trác lăng chiêu vươn tay ngăn cản đám đệ tử diễu cợt, lặng lặng nói, Lưu chi châu chớ nên lo lắng, trừ phi là cần thiết, Trác mỗ tuyệt đối không ra tay giết người. Nghe lời này, mọi người đều kinh ngạc, Trác lăng chiêu ngày trước cuồng vọng thế nào, ai có thể ngờ hôm nay có thể nói chuyện hòa khí như vậy. Lưu Vân cũng vì điều này vui mừng khôn xiết, lập tức chắp tay nói, Trác trưởng môn nói chuyện rất sảng khoái, hạ quan cảm tạ trước. Trác lăng chiêu không nói nữa, chỉ ngắm nhìn lâu giang bao la xanh biếc, cảm giác lại có chút tịch liêu. Bây giờ là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu mọi người, đã đến giờ hẹn của ngũ định viễn, hàng trăm người đang canh giữ ở bên bờ, ngoại trừ thanh y tú sĩ, người phái điểm thương, Nga mi, thiết sơn trang cũng đều đã đến, không ai dám xem thường lời đồn về nhất đại chân long. Mọi người ngưng thần nín thở, chỉ chờ ngũ định viễn hiện thân. Giữa tiếng sóng vỗ dì rào, từ xa truyền đến một tiếng hét dài, mọi người nhìn ra xa thấy giữa sông có một chiếc thuyền lá nhỏ. Trên thuyền một nam tử cao tráng đang đứng, tay phải đeo gang tay sắt. Mọi người trong lòng dùng mình, đều biết ngũ định viễn đúng hẹn đã đến. Lưu Vân từ xa nhìn lại, một tháng không gặp, ngũ định viễn dường như là một người khác. Trên mặt mọc đầy dâu, chiếc áo ngoài khá rách nát không biết vì sao lại thành dáng vẻ này. Lưu Vân cao giọng kêu lên, định viễn. Ta là Lưu Vân, có thể lên bờ nói chuyện không? Nghe được tiếng gọi, ngũ định viễn dừng thuyền từ xa, nhìn lên phía chân trời, không nói không rằng, một cỗ quật cường chí khí tự nhiên sinh ra, thần sắc cực kỳ kiên định. Lưu Vân trong lòng rõ ràng. Ngũ định viễn sở dĩ từ quan bỏ đi, chỉ vì hôm nay quyết chiến sinh tủ, giờ này phút này chỉ có thể yên lặng nhìn cầu nguyện nếu muốn lớn tiếng ngăn cản có lẽ là vô ích mọi người côn luân thấy ngũ định viễn đã tới lập tức kêu la lên sôi nổi mắng bà nội ngươi thằng chó đẻ có gan thì áp sát bờ sen nào như thế nào lại trốn ở chỗ xa thế làm rùa rụt cổ tiền lăng dị kêu la dữ dội nhất gào giống nói bà nội ngươi nếu sợ chết nhân lúc còn sớm lăn trở về với bà ngoại đi Trác lăng chiêu ngăn tiếng hò hét của mọi người, bình tĩnh nói, ngũ chế sử, chắc mỗ đã tới đây, nếu ngươi có sắp xếp gì, đừng ngại mà nói rõ. Hắn tuy rằng không lớn tiếng, nhưng thanh âm của hắn lại át đi đám người gào thét, truyền đi rất xa, trong lòng mọi người đều chấn động, xem ra nội lực của Trác lăng chiêu đã luyện tới mức phá vỡ cảnh giới, sớm đã ra khỏi khuôn mẫu khí phách hung hắc của nửa năm trước. Nguyên văn 11 sau khi trác lăng chiêu nói xong nơi sang ngũ định viễn cũng thở ơ đáp lại không có chút sát khí nào chỉ nghe hắn nói trác trưởng môn người cũng biết vì sao ngũ mỗ tìm ngươi gây phiền phức mọi người nghe thấy giọng nói trầm thấp của ngũ định viễn không hề cảm nhận được sự gay gắt mà từng chữ từng câu trong lời nói của hắn đều rõ ràng phân biệt được tựa như nói chuyện bình thường bên tai mọi người trên bờ đều kinh ngạc không biết hắn sao lại như thế Lưu Vân nhìn thấy ngũ định viễn thái độ lạnh nhạt, liền biết hắn đã tính toán trước khi hành động, xem thần thái trầm ổn này, so với lần đầu gặp mặt đã muốn đại sát, càng dạy cho người ta phải cẩn. Chác Lang Chiêu nghe ngũ định viễn hỏi chuyện xong đáp, năm đó phái côn luân đuổi giết ngươi, các hạ tất nhiên là lòng mang oán hận, giờ này ngươi đã luyện được thiên sơn chân truyền, võ công tiến nhanh, có lý nào lại không tới báo thu. Ngũ định viễn nghe xong lời này, ngửa mặt lên trời cười to, cất cao giọng nói, đều nói chắc trưởng môn kiến thức chắc tuyệt, người thường không thể sánh bằng, chỉ là lời nói lần này hoàn toàn sai rồi. Hai người cách mấy trăm thước la hét, nhưng lại giống như đối diện nhau nói chuyện, mọi người đều cảm thán trước nội lực vô song của hai người, đều lộ ra vẻ khâm phục. Trác Lăng Chiêu nghiêm nghị nói, "Ngũ chế sứ không ôm hận với ta, việc gì phải lấy đi thần kiếm của ta?" Ngũ Định Viễn khẽ cười nói, 83. Mọi người đều trong lòng đều hiếu kỳ, không biết hắn nói 83 là có dụng ý gì. Tiền lăng dị cao giọng hướng hắn chửi bậy, bà nội ngươi. Đừng có ở đó giả thần giả quỷ, khiến ra ra ta thêm phiền lòng. Hắn vận khởi nội lực kêu to, thanh âm bén nhọn trói tai, nhưng lại khó có thể vang xa. Bên cạnh hắn mấy người rỗi tay che lại lỗ tai, nơi xa mọi người lại khó nghe được rõ ràng, công lực không thể bị kịp. Kim Lang Sương run giọng nói, cái này. Vụ án Yến Lăng tiêu cục, tổng cộng đã chết 83 mạng người. Mọi người trong lòng bừng tỉnh, 83 này chính là số lượng nạn nhân bị giết. Ngũ Định Viễn bình tĩnh nói, chắc trưởng môn, 83 ở trên, lại thêm một số, người biết tại sao không? Chắc Lăng Chiêu thản nhiên nói, 83 thêm một, chính là 84. Ngũ chế xứ sao lại hỏi như thế? chẳng lẽ ngươi không biết cộng sao? Nghe vậy, tất cả đệ tử côn lôn đều phá lên cười. Ngũ định viễn lạnh lùng nói, sai rồi, 83 thêm một không phải 84. Mọi người cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, lại là cái gì đây? Ngũ định viễn trầm giọng nói, 83 thêm một, đó là diệt nhân mãn môn. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là cả kinh. Giết cả nhà không còn một ai ngũ định viễn lạnh lùng nói ngày ấy các ngươi thủ đoạn độc ác giết chết tề bá xuyên có bao giờ nghĩ rằng hắn là cô nhi cuối cùng của tề gia không theo ngươi sự khác biệt giữa hai người chỉ là một mạng sống nhưng ngươi làm sao nghĩ tới giết thêm một người này lại là diệt nhân mãn môn đám người đồ lang tâm tiền lang dị trong lòng dùng mình nhớ lại ngày đó ở mã vương miếu giết chết tề bá xuyên lại là giết chết cô nhi cuối cùng của tề gia mọi người hổ thẹn trong lòng đều cúi đầu. Ngũ định viễn ngửa mặt lên trời quát: nếu lũ súc sinh các ngươi giết một hoặc hai người trước mặt ta, ta sẽ không coi các ngươi là kẻ thù. Nhưng các ngươi có gan trước mặt ta giết người diệt môn, Ngũ định viễn ta thân là chấp pháp tây lương, dù có thành sơn trắng cũng phải truy đuổi linh hồn đến cùng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, nhấc một khối mật sắt màu xanh trong tay, quát, nhìn cho kỹ. Môn Nhân Côn Luân cả kinh thốt lên, đây là thần kiếm Cầm Long. Ngũ Định Viễn vung tay phải ném mật sắt xuống sông, mọi người trên bờ hét lên khi nhìn thấy thần kiếm rơi xuống sông. Ngũ Định Viễn cười lạnh nói, các ngươi hoảng cái gì? Hắn hừ một tiếng, từ trong thuyền kéo lên một sợi dây sắt to bằng cổ tay, nói, mật sắt này bị ta trói lại rồi, nhân tiện nối liền sợi xích sắt này bên trên, Trác trưởng môn nếu muốn lấy lại thần kiếm cầm long của ngươi, tự mình tới lấy đi. Hắn dùng sức ném sợi xích sắt, đầu sợi xích bay đi rất xa, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, vụn đá bay tù tung, sợi xích đã bị kẹp chặt trên vách núi phía xa. Một đầu của sợi xích sắt được buộc vào thanh thần kiếm 140 cân, cố định chắc chắn vào đáy nước, đầu còn lại được kẹp vào vách núi, từ xa, sợi xích sắt xuyên qua nước và nối với vách núi, giống như một cây cầu sắt ngũ định viễn đề khí, giống như một con chim ưng, bay mấy trượng theo dòng sông, lao về phía xích sắt, tay phải kéo xích sắt, chân trái gõ nhẹ vào xích, thoáng chốc giữa không trung chuyển hướng bay liệng, đã đứng vững trên xích sắt, thân hình đung đưa, thuận theo xích sắt lên xuống chập trùng, quả nhiên là vững vàng nhẹ nhàng linh hoạt, có đủ cả. Mọi người thấy thân thủ hắn nhanh lẹ, đều kinh ngạc cảm thán, Lưu Vân tự nhiên cũng hoảng sợ, thầm nghĩ, nửa năm không thấy định viễn động thủ, không nghĩ võ công của hắn lại cao tới nước này, chỉ sợ thiên hạ khó gặp được đối thủ. Trác Lăng Chiêu cũng gật đầu, khen, khinh công tốt lắm, trên đời thật hiếm có. Mọi người quay đầu lại nhìn Trác Lăng Chiêu, đều muốn xem hắn làm sao nhảy lên dây xích sắt. Trác Linh Chiêu nhận lấy trường kiếm cùng dây thừng từ đệ tử, chạy như bay về phía sông, thấy y sắp rơi xuống nước, bỗng dưng tay phải nhẹ vung, dây thừng bắn ra, lập tức cuốn vào xích sắt, chắc lăng chiêu đưa tay kéo, thân thể bay lên trời, giống như rồng bay lên không, thân hình bay ra cách đó khoảng 10 trượng, trong nháy mắt cũng đã đứng ở trên xích sắt. Thanh y tú sĩ mặc dù tự hào về khinh công của mình, lúc này thấy hai người này thân pháp phi phàm, trong lòng cũng âm thầm khâm phục. Hai cao thủ đối đầu nhau, mỗi người đứng ở một đầu. Ngũ định viễn nhìn từ trên xuống dưới, đó là anh hùng can đảm khí phách chắc lăng chiêu từ dưới nhìn lên lại là kiếm tông uy thế một đời hai người không có thủ oán sinh tử nhưng lại có nghiệp chướng chưa thể hóa giải những người xem đều chấn động khi nhìn thấy vẻ ngoài sát khí của họ trong đám người tâm tình của Lưu Vân phức tạp nhất mắt thấy ngũ định viễn luyện thành tuyệt thế thần công ước nguyện bấy lâu được thực hiện đến báo đại thù bản thân nên vì nó mà mừng vui nhưng xét tình thế nếu hôm nay ngũ định viễn thực sự đổ máu cùng Trác lăng chiêu, chỉ sợ sẽ phá hủy tiền đồ làm quan của hắn, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp một lòng muốn lật đổ giang sung của Dương Túc Quan. Nghĩ đến đây, nếu ngũ định viễn thật sự giết chết côn luân trưởng môn, đến lúc đó là phúc hay họa. Thật sự rất khó nói. Hai người nhìn nhau chầm chằm Trác lăng chiêu sửa đổi tác phong bá đạo trước kia, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn ngũ định viễn, cũng không nóng lòng ra chiêu. Ngũ định viễn hít một hơi thật sâu, lập tức dọc theo xích sắt bay xuống, hắn bất động đã vậy, nhưng khi vừa động thủ, lại tựa như mãnh hổ lâm trận, trong nháy mắt, sợi sắt dài mười trượng đã chạy đến cuối. Trác lăng chiêu thấy hắn tay sắt công kích, lập tức kêu nhỏ một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chớp động, 72 đạo, kiếm báo, đã đâm về phía trước, mọi người từ trên bờ quan sát, chỉ thấy cánh tay chắc lăng chiêu đung đưa. Phía trước người bảy thước tất cả đều là mũi kiếm phản chiếu ánh sáng trói mắt, đều rất kinh ngạc cảm thán. Mắt thấy ngũ định viễn sắp bị đâm thùng ngực, lại chỉ thấy chân phải của hắn đạp một chút lên xích sắt, thân thể như ruộng cạn rút hành, đã vọt lên phía trên, vô số kiếm phong sượt qua đế giải của hắn, có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Ngũ định viễn toàn lực chạy về phía trước, xác định không thể thay đổi phương hướng của mình, nhưng vào khoảnh khắc khi kiếm phong của Trác lăng chiêu đâm tới, hắn lại có thể tạo ra lực mới vô song to lớn, trong nháy mắt nhảy thẳng về phía trước, không chung thay đổi ảo diệu, người này tiến lui dị thường khó lường, gần như yêu ma, Lưu Vân và Thanh Y Tú Sĩ nhìn nhau, hai người đều nghĩ đến bốn chữ. Nhất Đại chân Long Ngũ định viễn lộn nhào giữa không chung, thoáng chốc đã đáp xuống phía sau Trác lăng chiêu, Trác lăng chiêu chấn động, ngày ấy hắn và Ninh bất phàm so chiêu, đối thủ không động tay không nhấc chân, phá vỡ vô số chiêu kiếm sắc bén, nhưng so với ngày đó, giờ phút này kinh hãi lại là chỉ có hơn chứ không kém. Ngũ định viễn này động tác cực nhanh, giống như yêu ma quỷ quái, một chiêu liền vọt tới phía sau hắn, đây là hắn hơn 100 trận chiến trong đời từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Tai nghe phía sau quyền phong gào thét, chắc lăng chiêu trong lòng hoảng sợ, vội vàng phi thân về phía trước, chỉ cảm thấy một trận trường phong từ sau lưng thổi qua, trong nháy mắt xé rách y phục của hắn. Mọi người vốn cho rằng kiếm pháp của Trác lăng chiêu cao cường, nhất định sẽ thắng trận, ai ngờ hai bên ganh đua, ngũ định viễn một chiêu đã bức Trác lăng chiêu đến cảnh tuyệt cùng, thấy thân pháp tiến lui của ngũ định viễn cực tinh diệu, trường lực cũng mạnh mẽ, ai nấy đều khiếp sợ. Xem ra sau trận chiến với Tát Ma, ngũ định viễn đã thông hiểu đạo lý võ công so với lần đầu lộ diện thân thủ ở Hoa Sơn ngày ấy, càng đáng sợ gấp trăm lần. Trác Lăng Chiêu không cần quay đầu, vung kiếm thật mạnh, sợ ngũ định viễn nhân cơ hội ám toán, lại nghe ngũ định viễn nói, Trác trưởng môn đừng sợ, ta tuyệt nhiên không phải là kẻ tiểu nhân chỉ biết đánh lén sau lưng. Trác Lăng Chiêu xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy ngũ định viễn ngạo nghệ ôm ngực, nhìn mình từ xa, thần sắc giống như là đã nằm trong dự tính. Mọi người thấy biểu tình của ngũ định viễn như thế, đều biết hắn cố tình quang minh lỗi lạc mà đánh bại chắc lăng chiêu, đối với trận chiến này cực kỳ tin tưởng. Ngũ định viễn ngạo nghễ nói, chắc trưởng môn, ta kính người là tông sư một đời, hôm nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa nói, hắn chậm rãi thả lỏng bàn tay sắt, thật là muốn xuất ra tuyệt chiêu. Đệ tử phái Côn Luân nghe ngũ định viễn nói chuyện cùng vọng đến cực điểm, miệng phun ra toàn lời chửi mắng ngũ định viễn nghe thấy bọn chúng ra sức mắng chửi cũng không thèm để ý giơ cao cánh tay phải màu tím sẫm trầm giọng nói trác trưởng môn ngũ mỗ hôm nay sẽ tiếp tuyệt chiêu của ngươi hắn giơ năm ngón tay trên cánh tay đột nhiên lòe ra một đạo ánh sáng tím xẹt qua toàn bộ thân thể và tứ chi ánh sáng tím hội tụ đan điền thoáng chốc biến mất không thấy mọi người nhìn thấy cánh tay độc của hắn cùng cơ bắp nổi lên mạch máu từng cái hiện ra bộ dáng so với trước càng quái dị, nhất thời im lặng, không ai dám nói lời nào. Chắc lăng chiêu nhìn thấy cánh tay phải kỳ dị quỷ quyệt của hắn, trong lòng cũng hơi chấn động, lập tức nói, được. Nếu ngươi lấy ra độc thủ, ta cũng không cần khách khí nữa. Trường kiếm đưa ngang ngực, chỉ thấy trên thân kiếm huyễn khởi một trận bạch quang, hắn hít thở thật sâu, vận khởi âm hàn nội lực, đích xác là tuyệt chiêu của kiếm hàn cùng kiếm ảnh. Ngũ Định Viễn thấy đường kiếm của hắn vô hình, cũng không tùy tiện động thủ, chỉ đứng đó giống như canh gác, lặng lặng chờ hắn ra chiêu. Trác Lang chiêu khẽ quát một tiếng, trường kiếm xuất ra. Đường kiếm này đi rất nhanh, phương hướng kiếm đâm tới, mắt thường khó có thể thấy được, là một tuyệt chiêu tuyệt diệu lấy công làm thủ. Ngày đó Ninh bất phàm nếu không phải luyện thành chí kiếm bình bát phương, đối với vô số sát chiêu của đối phương, cũng khó nhìn thấu đường đi mũi kiếm này. Ngũ Định Viễn mặc dù có thân thể như rồng bay, nhưng xét về thành tích võ học vẫn còn kém xa Tứ Đại tông sư, mắt thấy Trác Lăng Chiêu xuất ra vô hình kiếm ảnh. Nhưng hắn làm sao có thể nhìn thấu mũi kiếm vô chiêu vô ảnh này? Trác Lăng chiêu quát lớn, "Ngũ Định Viễn, tiếp chiêu đi." Xương trắng chớp động, mũi kiếm lao ra, Ngũ Định Viễn hừ một tiếng, lòng bàn tay vung trưởng hướng lên trời, nhưng lại không ngăn cản kiếm chiêu của Trác Lăng Chiêu mọi người nhìn thấy thanh trường kiếm của Trác Lăng Chiêu sắp chạm tới thân, nhưng Ngũ Định Viễn không hề phòng bị, không biết trong hồ lô của hắn bán loại thuốc gì. Trong lúc bọn họ kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng màu tím từ trong tay Ngũ Định Viễn phát ra, giống như thủy ngân bắn ra tứ phía, trong tiếng kinh hô của mọi người, ánh sáng màu tím giống như một tấm màn che bao phủ chung quanh. Chiêu này gọi là Thiên La Tử, chính là một trường pháp phòng thủ trong võ học Thiên Sơn sự khéo léo của nó nằm ở sức mạnh của lòng bàn tay. Người bình thường trường lực chỉ có thể đi thẳng, nhưng hắn có thể tán trưởng độc ra tứ phía, dựa vào trường pháp quỷ dị, độc tính ăn mòn, hắn một chiêu có thể chuyển phòng thủ thành công kích. Hàng trăm năm trước, đệ tử Thiên Sơn đã sử dụng phương pháp này để đại chiến thiên hạ, không thể tưởng được hôm nay tái hiện giang hồ. Chác lăng chiêu lắp bắp kinh hãi, ngày đó cương đao của An Đạo Kinh bị khí độc quét qua, lưỡi đao chết ngay lập tức đủ thấy uy lực to lớn cỡ nào chỉ sợ trường kiếm trong tay mình không kịp đâm tới sẽ bị khí độc trong không trung nhiễm phải trác lăng chiêu cực nhanh nhìn thấy cơ hội lập tức rút về thật nhanh không để khí độc dính vào người khinh công của hắn không yếu nhảy mắt đã thoát khỏi trượng dư trác lăng chiêu công kích hai bộ kiếm pháp ngũ định viễn lại phá vỡ dễ như trở bàn tay thực lực của hai người thế nào đã không còn khó hiểu chỉ là trận chiến sinh tử này, không thể so với cuộc luận võ ở Hoa Sơn ngày đó. Nếu như bên nào cũng cúi đầu nhận thua, chẳng khác nào tự sát. Huống chi chắc Lăng Chiêu chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn làm sao có thể nhẫn nhịn đầu hàng khuất phục. Hắn gào thét một tiếng, thanh kiếm xuất hiện một vầng sáng màu xanh lục cao ba thước. Một chiêu, hà quang thiên đạo, đâm thẳng về phía ngũ định viễn. Chiêu, hà quang thiên đạo, uy lực vô cùng lớn, về độ sắc bén, trên đời hầu như không có binh khí nào có thể đỡ được một kích trực diện, huống chi là máu thịt. Ngày đó Ninh bất phàm với thân phận đệ nhất thiên hạ, cũng bị chiêu này bức cho chật vật thoái lui. Lúc này, kiếm thần, sử dụng tuyệt chiêu, ngũ định viễn tuyệt đối không có lý do tránh né. Chắc lang chiêu biết rằng tuyệt kỹ áp đáy quyển 9 chương 8 hồi 1. Hòm đã đánh ra, một đời danh tiếng anh hùng chính là ở lúc này, kiếm quang vô cùng sắc bén, khí thế hùng hồn kiếm quang đáng tới ngũ định viễn chỉ khẽ gật đầu không di chuyển cũng không tránh né chắc lăng chiêu thấy hắn kêu căng ngạo mạn như vậy trong lòng cực kỳ giận dữ nhìn thấy lục quang lao tới muốn đâm thùng ngực ngũ định viễn chợt thấy thân hình ngũ định viễn rung lên nhất thời hóa thành một đám mây xám kiếm quang xuyên qua thân thể cuối cùng cũng không làm hắn bị thương một chút nào trên bờ tất cả mọi người giật mình cũng không hiểu thế nào kim lăng xương thanh y tú sĩ, đám cao thủ lại đều có thể nhìn rõ ràng. Thấy kiếm quang sắp cắm vào thân thể, ngũ định viễn liền nghiêng đầu, xoay người, nhấc chân, nghiêng vai, trong nháy mắt đã né tránh được từng đạo kiếm quang lạnh lẽo, chỉ bởi vì động tác né tránh của hắn quá nhanh, thân ảnh trở nên một mảnh mơ hồ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngọc Xuyên tủ hoàng sợ, cả kinh nói, làm sao hắn có thể di chuyển nhanh như vậy? đây không phải là yêu ma quỷ quái chứ lời vừa nói ra mọi người đều có chung cảm giác thấy thân pháp vừa rồi của ngũ định viễn giống như yêu ma quỷ quái nhãn lực của hắn cực mạnh hơn xa chim ưng tay chân cực nhanh hơn cả hổ báo người bình thường tu luyện võ công tuyệt đối không thể luyện được bộ dáng kỳ dị như vậy nhìn thân thủ của hắn căn bản không cần phải học lại bất luận chiêu thức võ công nào chỉ cần hắn dựa vào sức mạnh vô cực tiến lùi như tia chớp, là có thể giết hết cao thủ trong thiên hạ. Bóng người lóe lên, một khối màu xám từ trong kiếm quang chui ra, lại là ngũ định viễn dơ trưởng công kích. Trác lăng chiêu sắc mặt đại biến, nhìn thấy trên đời có người có thể xuyên thấu, hà quang thiên đạo, hắn nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng được sự tình kỳ quái này. Hắn kinh ngạc không kịp suy nghĩ, chỉ dơ kiếm chắn đỡ, hai cánh kiếm trong nháy mắt giao nhau, chỉ nghe một tiếng vang lớn, ngũ định viễn rót vào chân khí, mũi kiểm bị phá vỡ. Trác lăng chiêu nhìn chui kiếm trống rỗng, mặt cắt không còn chút máu. Giờ khắc này, Trác lăng chiêu tay không ăn địch, còn ngũ định viễn lại có độc thủ, vô địch, xem ra thắng bại đã định. Tay độc, ngũ định viễn không có ý định buông tha, hắn quát lên một tiếng lớn, tề tổng tiêu đầu. Xem ta báo thù cho ngươi chân trái đá ra, đánh vào eo và nách của Trác Lăng Chiêu, bàn chân này nhanh như chớp, võ công của Trác Lăng Chiêu đã ở cảnh giới nhập hóa, nhưng hắn không thể ngăn cản bước chân bay như sấm sét. Một kích vang lên, Trác Lăng Chiêu trong miệng phun ra máu tươi, hắn tuy là một trong tứ đại tông sư đương thời, nhưng hắn cũng là bằng xương bằng thịt, hơn nữa hắn chưa từng luyện ngạnh công kim cương bất hoại thể, làm sao có thể chống đỡ được cú đá bay đến mạnh như sắt trong thoáng chốc hắn bị đá đến khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt thảm đạm. Đệ tử Côn Luân thấy thế, đều kinh ngạc hét lên thảm thiết. Cứng như kim cương, không gì phá được. Ngũ định viễn ngửa mặt lên trời gầm lớn, âm thanh như sấm, lại một chân khác bay tới, thoáng chốc đánh vào ngực chắc lăng chiêu, đáng thương một thế hệ tông sư không có sức để chống đỡ. Chân to lục đạo rót thật, thân thể đã bay ra ngoài, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, lập tức rơi vào lòng sông. Ngũ Định Viễn Điên cuồng hét lên một tiếng, thần uy lẫm lẫm áp xuống phía dưới một trường, trường phong đánh xuống, mặt nước tạo ra một cột nước to lớn. Hắn nhìn xuống sông dài, chỉ đợi thân xác chắc lăng chiêu từ trong nước nổi lên, mới tính đã có thể giải quyết ân oán. Côn Luân môn nhân đều giật mình kinh hãi, không ngờ kết quả trận chiến lại như vậy, một số đệ tử lo lắng cho sự an toàn của sư phụ muốn xuống nước tìm kiếm, nhưng Kim Lăng Sương vội vàng ngăn lại, mắt thấy chắc Lăng Chiêu cơ hội sống xa vời, đám đệ tử này nếu muốn đi qua, bất quá chết vô ích dưới trường của Ngũ Định Viễn thôi. Kim Lăng Sương là người từng trải, hắn biết Ngũ Định Viễn giết trưởng môn, sau sẽ đến đây báo thù, lập tức hạ lệnh, chúng đệ tử nghe lệnh, các ngươi lập tức trở về núi, ta sẽ tới chống đỡ người này. Mọi người đều hiểu hành động này của hắn chẳng qua là một nỗ lực tự sát, nhưng lúc này nếu hắn không ra tay ngăn cản, chẳng lẽ muốn toàn phải côn luân hủy diệt tại đây? Lưu Vân thấy biểu cảm dữ tợn của ngũ định viễn, mặt đều là bảo thù lừa giận, không giống thần mạo ôn hòa ngày thường, cảm thấy khuôn mặt của hắn thật xa lạ, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, giống như ngũ định viễn đã không còn là bằng hữu quen thuộc của mình. Lưu Vân đang tự mình than thở, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, một người vội vàng chạy tới, nói, thế nào? Chác trường môn đâu? Quyển 9 chương 8 83, hồi 2 Mọi người quay đầu nhìn lại, người nọ vẻ mặt lo lắng, thì ra là Dương Túc Quan tới. Bên cạnh hắn là một mỹ nữ dung mạo như hoa như ngọc, chính là Diễm Đình. Lư Vân thấp giọng nói, hai bên thắng bại đã phân, chắc lăng chiêu đã rơi xuống sông, thi thể còn chưa nổi lên, nhưng đoán chừng lành ít giữ nhiều, e rằng đã chết. Dương Túc Quan bóp cổ tay nói, thật phiền toái, ta vốn tưởng rằng hai người sẽ phải đấu ít nhất một nghìn chiêu, nhưng ai ngờ thắng bại tới nhanh như vậy. Lưu Vân nhớ lại buổi sáng hắn gặp Trác Lăng Chiêu hội đàm, vội vàng hỏi, ngươi cùng Trác Lăng Chiêu nói chuyện thế nào rồi? Hắn đồng ý không? Dương Túc Quan cười khổ nói, hiện tại Trác Lăng Chiêu sống chết chưa rõ, điều này nói ra cũng vô ích. Nếu hôm nay Trác Lăng Chiêu chết ở đây, khổ tâm của Hầu Gia Thành như nước chảy biển đông rồi hai người trò chuyện một lúc, thấy vô số cá rùa nổi trên mặt nước, tất cả đều chết sau khi nhiễm phải độc trưởng của ngũ định viễn. Mọi người thấy trưởng độc mạnh như vậy, đều thấy kinh ngạc, thầm cảm thấy may mắn vì chưa gây thù chúc oán với hắn, nếu không ở đâu hắn bỗng hạ nửa chiêu thôi, thì thành ra thế nào? Có vẻ như trừ khi Ninh bất phàm rời núi giao đấu, người này được tính là vô địch đương thời rồi. Mọi người đợi một lúc, mặt sông phẳng lặng không gợn sóng, cũng không có thi thể nào nổi lên. Nghĩ đến chắc lăng chiêu chắc chắn giữ nhiều hơn lành, chỉ sợ đã chết ở đáy sông. Những người xem chờ không nổi, muốn quay người rời đi, đồ lăng tâm thấy thế giận dữ, nhất thời giờ kiếm ngăn lại, quát, trận chiến này còn chưa kết thúc, các ngươi gấp cái gì. Ngọc Xuyên Tử nói, trưởng môn quý phái còn chưa ra khỏi nước, chỉ sợ lành ít giữ nhiều, đã chết ở đáy sông rồi cũng nên. Đồ lăng tâm không có chỗ nào phát tiết, Nghe Ngọc Xuyên Tử nói, mặc dù cảm thấy câu nào cũng có lý, nhưng câu nào cũng đâm vào tim, hắn thở dốc một trận, đột nhiên quát lên điên cuồng nói: "Mẹ nó chó má nhà ngươi. Trưởng môn nhà ta nếu đã chết, lão tử hôm nay giết ngươi chôn cùng." Thoáng chốc rút kiếm ra khỏi vỏ, ngập đầy lửa giận, muốn chút lên người này. Ngọc Xuyên Tử thấy hắn quá mức ngang ngược, tại chỗ cười lạnh nói: đừng nhắc tới thế lực phái côn luân của ngươi bây giờ đã không còn, đầy đã là quá khứ rồi. Điểm thương ta vì sao phải sợ ngươi? Hắn quét đất một tiếng, tay cũng giơ kiếm, hai bên môn phải thấy tình thế không tốt, đều trừng mắt giận dữ, từng người chuẩn bị chém giết. Lưu Vân thấy mọi người muốn ẩu đả, vội vàng ở giữa ngăn cản, quát, chư vị nếu dẫn đầu động thủ, sẽ là kẻ thù của quan phủ, đừng trách ta xuống tay bắt người. Đỗ lăng tâm lạnh lùng nhìn Lưu Vân, nói, ngươi muốn bắt người, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào trăm quan sai của ngươi mà muốn hạ thù. Lưu Vân lắc đầu nói, quan phủ tuy không được việc, nhưng các hạ nếu mặc nhiên ngang ngược, chẳng lẽ ta không thể liên thủ với điểm thương sao? Đỗ lăng tâm hừ một tiếng, biết nếu rất nhiều quan sai cùng người phái điểm thương ra tay, xác thật không dễ đối phó, lập tức yên lặng không nói gì nữa. Ngọc Xuyên Tử cười lạnh nói, nhìn phái Côn Luân kiêu ngạo trăm năm, hôm nay vậy mà cũng rơi vào tình cảnh bị mọi người đòi đánh. Trên mặt hiện lên một nụ cười khinh bỉ, muốn dẫn người của mình rời đi, đệ tử phái Côn Luân cũng không dám khiêu khích nữa. Lúc này cục diện đã định, chắc Lăng Chiêu còn ở trong sông, Côn Luân đệ tử nhìn thấy tình cảnh, đều biết trường môn sống không bằng chết, ai nấy đều trong lòng sầu thảm, đều không biết nên làm như thế nào cho phải dương túc quan khẽ thở dài chắc lang chiêu đã chết giang sung vận số chưa hết chỉ sợ hết thảy đều phải quay lại thời điểm ban đầu thấy trên mặt nước không có gì dị thường ngũ định viễn cao giọng nói tề tổng cộng tiêu đầu tại thượng tây lương bộ khoái ngũ định viễn bôn ba nhiều năm hôm nay cuối cùng vì ngươi giết được tội tù giải oan báo thù cho tề ra ngươi đợi dưới lòng đất nhìn thấy có thể nhắm mắt yên nghỉ vừa nói vừa tức giận nhìn chằm chằm vào bờ, chĩa trường kích mắng, đổ lăng tâm. Tiền lăng dị, hai người các ngươi mau mau tự sát, đỡ khiến ta phải ra tay. Mọi người côn luôn nghe hắn nhắc đến huyết án của yến lăng tiêu cục, toàn thân đều phát run. Đồ lăng tâm lại là đồ đệ dũng mãnh, lập tức chửi nói, họ ngũ kia, ngươi không cần ở đó phô trương thanh thế. Phóng ngựa lại đây, lão tử quyết không sợ ngươi. Nói rồi ra kiếm lên, hét một cách điên cuồng, không chút sợ hãi. Ngũ định viễn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhẹ nhàng duỗi chân, định nhảy xuống thuyền. Thấy tình thế không ổn, kim lăng xương thấp giọng thúc giục, mọi người còn nhìn cái gì? Mau mau đi, ta cùng tam sư đệ ra tay ngăn cản người này. Các người mau mau trở về côn luân, bảo toàn sinh mệnh. Tiền lăng dị vừa kinh vừa sợ, thoáng chốc chạy vắt giò lên cổ, những người nhát gan còn lại cũng ôm đầu bỏ chạy mạc lăng sơn vốn là một người trung nghĩa cả phái sắp bị tiêu diệt làm sao hắn có thể muốn rời đi không khỏi ôm kim lăng sương nước mắt lăn dài trên mặt kim lăng sương thở dài một hơi đẩy hắn ra xa một bước phất tay nói lục sư đệ đi thôi ta hận ngày đó không nghe lời của ngươi ngày hôm nay mới phát sinh chuyện như vậy chúng đệ tử phái côn luân chạy trốn khóc giống lên Lưu Vân nhìn thấy, thầm thở dài, biết rằng sau trận chiến này, ba cao thủ kiếm thần, kiếm hàn, kiếm cổ đều bị tử thương, Côn Luân liền cứ như vậy suy yếu chóng vánh, không bao giờ có thể cùng võ lâm đại phái tranh hùng. Kim Lăng Xương thần sắc bi thương, dù sao chính mình chết chắc rồi, cũng không hề nói chuyện, chỉ cùng Đỗ Lăng tâm sóng vai ở bờ sông, chờ Ngũ Định Viễn tới. Ngũ Định Viễn cười lớn, nhảy xuống thuyền nhỏ, chuẩn bị băng qua sông thì nghe thấy tiếng bong chóc, bọt nước văng khắp nơi, mặt sông phía xa đã nứt ra, theo sau là một thứ gì đó xuyên qua mặt nước, chém về phía ngũ định viễn, ngũ định viễn sững sốt, không biết đây là đồ vật kỳ quái gì, vội vàng nhảy lùi lại, sau đó vươn tay giữ chặt xích sắt, tránh được một đòn ngoại kích. Chỉ thấy vật kia ánh sáng xanh dày đặc, quay giữa không trung, cắt về phía bên hông của ngũ định viễn, ngũ định viễn dùng sức kéo mạnh, người đã bay lên không trung nhưng xích sắt bị cắt thành hai mà không có tiếng động ngay lập tức rơi xuống nước lam quang nhoáng lên lại rút vào trong sông nhìn thấy trận chiến bất ngờ mọi người không biết chuyện gì xảy ra nhất thời nghị luận ầm ĩ ngũ định viễn nhảy lên trên bục bên sông toàn thân đã che kín công kính chờ ánh sáng xanh kia xuyên qua mặt nước ra đòn cuối cùng mọi người nín thở tập trung chờ đợi vật lạ lại xuất hiện nghe được một tiếng bong chóc mặt sông lại nứt ra một người từ trong nước bay lên người này thần sắc uy nghiêm trong tay cầm một binh khí màu lam chính là kiểm thần trác lăng chiêu thấy hắn còn chưa chết côn luân đệ tử không khỏi vỗ tay gieo mừng ngũ định viễn hừ một tiếng giờ lên trường bên phải với luồng khí độc trong lòng bàn tay bổ về phía mặt của trác lăng chiêu đó là thiên sơn đích truyền hư không tử Trác lăng chiêu ở giữa không trung lại chỉ cười lạnh một tiếng tay phải vung lên lam quang hướng thẳng về phía ngũ định viễn ngũ định viễn nhìn thấy lam quang còn cách rất xa chỉ là chuyện nhỏ rồi mũi liền không thèm để ý tới ngược lại gia tăng vận công ai ngờ trong nháy mắt lam quang trở nên to bằng nắm đấm thoáng chốc xuyên qua mặt hắn ngũ định viễn kinh hãi hắn dồn sức tạo ra một thiết bản kiều mãnh liệt ngửa ra sau làm tinh lạnh lẽo xẹt qua gò má của hắn, quả nhiên cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Lam quang giữa không trung đột một bổ xuống, đâm thẳng về phía cổ họng ngũ định viễn, ngũ định viễn sừng sốt, hắn giờ phút này hai chân cố định, thân trên nằm ngang, không cách nào tránh né, vội vàng huy động hai chân vận lực, bay ngang ba thước trong không trung, lại nghe âm vang một tiếng, Lam quang chém xuống, bục dưới chân bị xẻ làm đôi. Cây cầu băng sắt, Ngũ định viễn kinh hãi, vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm chỉ thấy Trác Lăng Chiêu đứng trên bục ở phía xa, trong tay cầm một món binh khí màu xanh lam, binh khí mềm mại như giải lụa, lại cứng như sắt, không biết là thứ gì. Trác Lăng Chiêu khẽ cười một tiếng, thoáng chốc lấy lại được sức mạnh chân thực của mình, binh khí trong tay đột nhiên co rút lại, hóa thành một khối mật sắt màu lam, mọi người kinh hãi hét lớn, thần kiếm cầm long thì ra chắc lang chiêu vẫn chưa thực sự chết chỉ là lợi dụng cú đá của ngũ định viễn thuận thế nhảy vào trong nước lấy thần kiếm về tay sau đó vượt qua mặt nước để đánh một trận quyết định quả nhiên là người túc trí đa mưu giờ đây kiếm thần tay cầm thần kiếm sẵn sàng chiến đấu với ngũ định viễn cả hai mỗi người chiếm một bục cách nhau khoảng 10 trượng đều tính toán đối sách ngũ định viễn nói trong lòng Chắc lăng chiêu này quả nhiên lợi hại, bị ta đâm vào chân, vẫn có thể đi lại như thường, thừa dịp người này bị thương, cần tốc chiến tốc thắng. Hắn nhảy ra khỏi bục, lao về phía kẻ thù. Chắc lăng chiêu hừ một tiếng, lòng bàn tay vận lực, chỉ thấy mật sắt dài ra, từ trong đó bắn ra một đạo lưỡi kiếm linh hoạt, đột nhiên hóa thành một binh khí mềm ước chừng mười trượng, lóe lên lam quang, khí lạnh dày đặc của mũi kiếm linh động vô cùng ngay lập tức chĩa vào hướng ngũ định viễn. Ngũ định viễn nhìn thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khoảng 10 trượng, vốn tưởng rằng chắc lăng chiêu tuyệt không có khả năng ra chiêu. Ai ngờ một chút hàn tinh của thần kiếm bay tới, khiến hắn không khỏi kinh ngạc ngũ định viễn dùng hai tay chống vào vách núi. Thân mình vội vàng rơi xuống, nhưng lúc này hàn tinh lại giống như vật sống, nhìn thấy ngũ định viễn rơi xuống, liền đuổi sát ở phía sau, không hề thả lòng chút nào ngũ định viễn rũi ra ngoài, hướng trên vách núi đá một chút, thân mình búng mình lên không, mũi kiếm kia ngẩng hướng theo, cũng đuổi theo lên trên. Dưới sự thúc giục của nội lực chác lang chiêu, hàn tinh này phi thiên độn địa, không gì không được, ngũ định viễn nhảy lên thì đâm lên, ngũ định viễn nhảy xuống thì đâm xuống, trong phút chốc đâm ra tới trăm kiếm, ngũ định viễn ẩn nấp quanh vách đá, đã bị bức cho hiểm nguy trùng trùng. Nếu không phải dựa vào thân thủ quỷ mị của mình, lúc này sớm đã chết trăm lần có thừa mọi người trong lòng tán thưởng xem ra chỉ có kiếm thần mới có thể sử dụng thần kiếm này hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh chính là hổ mọc thêm cánh trên vách núi đá kiếm khí tung hoành lam quang lóng lánh trác lăng chiêu dù bận vẫn ung dung dựa vào vách đá xuất chiêu bức cho ngũ định viễn buộc phải chạy vòng quanh quả nhiên thắng bại đã bày ra cục diện trác lăng chiêu khẽ mỉm cười nói, ngũ chế sứ, thần kiếm đã tới tay chắc mỗ, ngươi không có phần thắng. Hắn rỗi tay làm một động tác, kiếm đạo thu hồi, lại trở về bộ dáng mật sắt. Ngũ định viễn ngàn dặm bôn ba, hết thảy chỉ vì báo thù tuyết hận, sao có thể cho phép đối thủ khinh thường mình. Hắn trong lòng giận dữ, đầm mạnh một quyền vào vách núi đá, quát, chắc lăng chiêu. Ở trước mặt ta, ngươi chớ có kiêu ngạo. Thiết quyền giáng xuống, vách đá đột nhiên dung chuyển, đá và cái cuốn xuống, lực này thật kinh người, có thể một quyền nút núi. Ngũ Định Viễn trong lòng cả kinh, nhìn cánh tay phải của mình, thầm nghĩ, ta khi nào đã luyện thành trưởng lực như vậy? Tuy rằng trưởng lực cường hãn, một nắm đấm có thể dung chuyển núi non, nhưng trên đời không có loại võ công này, hơn nữa đang trong cơn hoảng loạn thì nghe thấy tiếng người trên bờ la hét ầm ĩ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngọn núi thần thái hoàng sợ, ngũ định viễn biết có điều gì đó khác lạ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, cũng há hốc miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ thấy trên vách núi có khắc hai câu, côn luân xuất kiếm, máu chảy thành sông, ngàn dặm thẳng tới hoàng hà. Hai dòng 14 chữ, 133 nét, nét chữ to như bát biển, sâu mấy tắc. Vừa rồi lúc hai cao thủ giao đấu, chắc lăng chiêu thừa dịp ra chiêu cùng tiếp chiêu, vẫn ung dung khắc chữ lên vách núi, nhìn ra hai hàng chữ này khắc sâu vào vách núi, chữ viết lại cực kỳ tinh tế, công lực thuần thục cỡ nãy, thật khiến người ta khó có thể tin được. Trong lòng tức giận bùng lên, Ngũ Định Viễn dùng hết sức vung tay lên vách núi, cát đất rơi xuống khiến những chữ bên trong càng nổi bật, càng cho thấy khí thế chiến thắng trận này của Trác Lăng Chiêu. Mọi người thứ nhất kinh ngạc với thần kiếm Cầm Long sắc bén thứ hai là với kiếm pháp tuyệt thế của Trác Lăng Chiêu, nhất thời đều là kinh hãi không nói lên lời, chỉ ngơ ngác nhìn 14 ký tự trên vách núi. Trác Lăng Chiêu thản nhiên nói, Trác Mỗ có thần kiếm trong tay, đã là thiên hạ đệ nhất, cho dù Ninh bất phàm đích thân tới, cũng không đỡ được một kích. Lời này ngạo thị thiên hạ, ngữ khí lại như thường, như thể Trác Lăng Chiêu đứng đầu thiên hạ là lẽ đương nhiên, chính là việc thiên kinh địa nghĩa, mọi người đều nhìn vào hai hàng chữ to, côn luân xuất kiếm máu chảy thành sông, ngàn dặm thẳng tới Hoàng Hà, bất giác thấy lời của hắn cũng không phải khoa trương. Việc đúng với lẽ thường, đạo lý rõ ràng không thay đổi từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ. Kiếm thần đã có được thần kiếm, thiên hạ ai có thể cản nổi. Ngũ định viễn sắc mặt kích động, nghĩ, ngũ định viễn a ngũ định viễn, người cửu tử nhất sinh, đổi lấy một thân chân long võ công, ý trời như vậy, còn không thể đối phó với ác đồ này sao? Hắn càng nghĩ càng giận, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, xông về phía Trác Lăng Chiêu. Ngũ định viễn đang ở giữa không trung, chỉ thấy một đạo mũi kiếm nghênh diện mà đến, hắn ỉ vào thân thủ phi phàm, lập tức vung đầu nghiêng thân né tránh, chợt thấy một kiếm khác bổ tới bên hông, hắn hơi xoay người, lại đã né qua, lúc này hắn đã vọt tới trước mặt Trác Lăng Chiêu ba thước, lập tức quát to, Trác Lăng Chiêu người chịu chết đi một chiêu hư không tử muốn đập vào chán chắc lăng chiêu lúc này hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có gió thổi ầm ĩ lại thêm một đạo kiếm khí đâm xuống ngũ định viễn sừng sốt nghĩ thầm tại sao lại còn có một đạo kiếm khí khác kiếm tới đột ngột như vậy hắn không thể không tránh đặt chân lên vách núi cơ thể tăng tốc lưỡi kiếm đã ra khỏi tầm với ngũ định viễn xoay người trên không gầm lên một tiếng như hổ đánh về phía Trác Lăng Chiêu. Đang định ra sát chiêu, chợt thấy trên đỉnh đầu lao tới hai đạo mũi kiểm, nhắm thẳng hai sườn cổ họng của hắn, ngũ định viễn sợ tới mức hoảng hốt, thầm nghĩ, không đúng. Vừa rồi mới một kiếm lóe lên, sao một hơi lại tới hai kiếm nữa? Không thể né tránh, đành phải dỗi tay đẩy đi, chỉ thấy một tiếng rít, một vệt máu cắt trên tay phải, ngũ định viễn hét lên, ngay lập tức vô số kiếm đao điên cuồng chém vào hắn, Ngũ Định Viễn toàn thân tắm máu, ngã trên bục cao. Ngũ Định Viễn bò trên mặt đất thở dốc, thầm nghĩ, thần kiếm này của hắn thật cổ quái, có vẻ như có hàng trăm lưỡi kiếm, trong đó chắc chắn có huyền cơ. Với thân thể chân long của hắn, nhất cử nhất động đã đến mức tuyệt hảo, theo lý không có khả năng bị thương, ai ngờ thần kiếm đối phương thật sự quỷ dị khó liệu, lại giết hắn thành thảm trạng như vậy. Ngũ Định Viễn rãy rụa đứng dậy, nhìn Trác Lăng Chiêu, thoảng chốc kinh hãi nói, ngươi. Kiếm của ngươi. Mắt hồ nhìn qua, chỉ thấy mật sắt trong tay Trác Lăng Chiêu đã vỡ ra, có hàng ngàn lưỡi kiếm mỏng như sợi tóc gắn phía trên, pháp với trong gió, giống như một con nhím biển đầy kim độc, chẳng trách được nhát chém thứ nhất, nhưng nhát thứ hai không thể tránh được, hóa ra ngũ định viễn đã bị mười mấy đảo, trăm lưỡi kiếm phong chặn lại. Chác lăng chiêu ngạo nghễ nó, ngươi là, nhất đại chân long nhưng thanh kiếm này tên là cầm long cũng biết ẩn ý trong đó chứ ngũ định viễn trong lòng buồn bã thấy thần kiếm cầm long này thật là thần diệu khôn kể hôm nay định là kết cục chết không đường sống chỉ là chính mình chết thì chết lại để mặc yến lăng tiêu cục vô tội chết thảm nghĩ đến khiến hắn thực sự chua xót ngũ định viễn phát ra một tiếng gầm gừ thê lương song trường sen kẽ độc khí phun ra dựng thành lồng khí trước mặt ba thước. Ngũ định viễn lớn tiếng nói, chắc lăng chiêu. Ta lấy chiêu phi kim tử cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Chiêu này phi kim tử này ngưng tụ độc làm lá chắn ngăn cản công kích của đối phương. Mặc dù hắn không biết cái lồng khí này có thể chặn được thanh kiếm thần của đối phương hay không, nhưng trong tình thế trước mắt, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nhưng chắc lăng chiêu khẽ lắc đầu nói, chúng ta không đánh nữa. Ngũ định viễn tức giận nói, ngươi phóng ngựa tới đây. Ai cần ngươi tới lấy lòng? Hắn từ quan thoái ẩn, chỉ vì cầu một trận chiến thống khoái, ai ngờ chắc Lăng Chiêu lại mở miệng từ chối, bảo sao hắn không thêm giận. Chắc Lăng Chiêu khẽ mỉm cười, nói, sáng nay Dương Túc quan bái kiến ta, hy vọng ta có thể chuyển đầu quân sang làm môn hạ liễu ngang thiên, ngày sau có thể lật đổ giang sung. Ngũ định viễn bỗng dưng chấn động, run giọng nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Liễu Ngang Thiên mưu đồ mượn sức Trác Lăng Chiêu, chuyện này làm rất bí mật, Dương Túc Quan là người duy nhất trong tứ đại Liễu môn biết. Ngũ Định Viễn rời kinh sớm, lại có thủ án với Côn Luân, tất nhiên là không biết mưu kế của Liễu Ngang Thiên. Lúc này nghe vậy, thật là vô cùng khiếp sợ. Trác Lăng Chiêu nói, ta hỏi ngươi một câu, nếu ta đáp ứng yêu cầu của Dương Túc Quan, ngươi còn coi ta là kẻ thù hay không? Ngũ định viễn há to miệng, ngơ ngác nói, ngươi. Ngươi. Trác lăng chiêu nhìn thấy hắn do dự, liền đoán được nguyên nhân, cười nhạt nói, ngũ định viễn à ngũ định viễn, xem ra người chẳng hay biết gì. Nghe lời này, ngũ định viễn ngây người một lúc, vốn tưởng rằng liễu ngang thiên sợ hắn bốc đồng làm chuyện xấu, không cho hắn xuống phía nam. Ai ngờ liễu ngang thiên lại có ý kết giao với Trác lăng chiêu, lại không nói cho hắn biết sự thật. Ngũ Định Viễn sững sờ, xem ra chính mình bỏ ấn từ quan, một mình xuôi nam, hết thảy đều là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Ngũ Định Viễn toàn thân run lên, run giọng nói, "Dương đại nhân cho người lợi ích gì?" Trác Lăng Chiêu cười nói, "Dương Túc Quan nói, chỉ cần ta có thể phái người làm chứng tội của Giang Sung, hắn sẽ không truy cứu việc phải ta giết hại cả Yến Lăng Tiêu cục nữa trừ điều này ra, hắn còn sẽ tiến cử đệ tử phái Côn Luân vào kinh thành làm quan." để bày tỏ sự nghiêm túc, Liễu Ngang Thiên còn đích thân viết một bức thư, người có muốn xem qua không? Nói rồi sờ tay vào ngực. Ngũ định viễn cúi đầu thấp giọng nói, không cần. Hắn cả người là máu tươi, lúc này nghe được chân tướng, trái tim của hắn tựa hồ đang dỉ máu. Chác Lăng Chiêu nói, từ khi chúng ta gặp nhau ở Tây Lương tới nay, ta chưa bao giờ muốn đối phó với ngươi, hiện tại ta chiếm thế thượng phong, lại không muốn lấy đi tính mạng của ngươi, tổn hại hòa khí hai bên. Ngũ chế xứ, quên án tử của Yến Lăng tiêu cục đi, hà tất phải sống vất vả như vậy. Ngũ định viễn cười khổ, sống lưu lạc hơn hai năm, chỉ vì báo thù, lúc này lại không thể không khuất phục trước đại cục. Trên bờ mọi người thấy chắc Lăng Chiêu thu hồi mũi kiếm, đều cho rằng hai bên sớm có ý giảm hòa. Dương Túc Quan rất vui mừng, biết Ngũ Định Viễn đã nhượng bộ. Đệ tử phái Côn Luân cũng biết tâm ý của trưởng môn, biết hắn muốn chuyển sang đầu quân cho Liễu Môn, hai bên đã ngừng đánh nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đám người, chỉ có Lư Vân Tâm tình hỗn độn, hắn biết Ngũ Định Viễn Tính tình ngay thẳng, ở thời khắc mấu chốt cũng rất kiên định, lúc này hắn nhẫn nại dừng tay, trong lòng chắc chắn tràn đầy khúc mắc, chỉ sợ để lại vết chảy đầm đìa máu chảy, Lư Vân nghĩ tới, không khỏi thở dài một hơi. Trác lăng chiêu cười nói, ngũ bổ đầu, không, ngũ chế xứ, nếu chúng ta không đánh nữa, thì đi xuống đi. Hắn tới Trường Châu chỉ vì thần kiếm cầm long, giờ phút này thần kiếm đã có, vô địch đương thời, lại hóa giải được ân oán với liễu môn, nghĩ tới ngày sau trở lại giang hồ, chắc chắn sẽ lại giành được sự ngưỡng mộ và kính sợ của thế nhân, trong lòng thực sự là vui vẻ. Ngũ định viễn đột nhiên nói, ngươi, ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Trác lăng chiêu khẽ cười nói, vừa rồi ta nhất thời nhầm, gọi ngươi là ngũ bổ đầu. Hắn đánh trống lảng nói, nghĩ đến ngày xưa, ba chữ ngũ bổ đầu mới buột miệng thốt ra. Ngũ bổ đầu. Ba chữ này như sấm sét vang lên bên tai, ngũ định viễn nhắm mắt lại, phảng phất trở lại mã vương miếu trước kia, nhìn thấy tề bá xuyên trước khi chết vẻ mặt bi thống, phẫn nộ bất lực. Hắn nhắm chặt hai mắt, tâm tư như thủy chiều dâng, trong lòng thầm nghĩ, ngũ định viễn, ngũ định viễn, người vốn là Tây Lương bổ đầu, từ trước đến nay chỉ biết kẻ giết người chết, thiên kinh địa nghĩa, khi nào lại khó xử thế này. Nhân sinh trên đời, bất quá trăm năm, người trước mắt nhượng bộ, sau khi chết làm sao có thể an tâm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phản chiếu ánh mặt trời lặn vào mùa đông, là dương chiếu giỏi, dưới chân núi lâu giang lân quang lóe sáng, như một chiếc thắt lưng vàng uốn lượn, xa xa mây trắng bồng bềnh, phảng phất như đang ở trốn bồng lai tiên cảnh. Trong một khoảnh khắc, hắn đã giác ngộ. Hôm nay buông tha cường bảo, minh chiều sao có thể an ổn. Kẻ giết người chết, thiên kinh địa nghĩa, hắn chỉ hiểu như vậy. Quyền mưu bá thuật, hổ nuốt lang sói, hắn một chút cũng không hiểu, hay nói đúng hơn hắn cũng không muốn hiểu. Chắc lang chiêu thấy hắn còn đang ngẩn người, liền thúc giục, ngươi không xuống vách núi, ta đi trước một bước. Sau đó hắn nhảy xuống, rời vách núi. Ngũ định viễn thở dài, trác trưởng môn đừng vội đi. Trác lăng chiêu sừng sốt, ngạc nhiên nói: các hạ có gì chỉ giáo? Ngũ định viễn song trường sen kẽ vận kình nhất chiêu phi kim tử dùng ra đã bày ra lồng khí trước mặt mình, hắn cười to một tiếng, nói: trác trưởng môn, ngươi còn sống? ta cũng không chết, trận chiến này làm sao có thể kết thúc. Chắc lăng chiêu thấy hắn vẫn không bỏ cuộc, lạnh nhạt nói, ngũ định viễn. Ta không đánh người hết sức, nhưng cũng đừng mù quáng tìm chết. Ngũ định viễn khoát tay, cười nói, chết có ý nghĩa còn hơn sống tạm bỡ trăm năm. Trác lăng chiêu hờ một tiếng, nói, năm đó ta và ngươi gặp nhau, cũng không biết ngươi cứng cỏi như vậy. Ngũ định viễn khế cười nói, Trác trưởng môn chê cười, phiên này hy sinh vì đạo nghĩa, ta vừa mới nghĩ thông suốt. Trác Lăng Chiêu lạnh lùng nói, xem ra, người thật sự có ý chí của chân long. Ngũ Định Viễn nhìn thiên hạ vô biên, trước mắt tuy cách của môn quan không xa, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên vô sự, mỉm cười nói, đừng nói nhiều lời, ta cùng người phân sống chết đi. Trác Lăng Chiêu lắc đầu nói, gàn bướng hồ đồ, đừng trách đao kiếm không có mắt thần kiếm chấp động, trăm ngàn mũi kiếm lại bắn nhanh ra. hắn rót nội lực tuyệt kỹ, hà quang thiên đạo đã thi triển, chỉ thấy ngàn vạn lưỡi kiếm hơi tỏa sáng, lại có tia màu xanh lam nhàn nhạt, nhạt. thần kiếm cùng kiếm quang, hai chiêu phối hợp, uy lực lớn gấp 10 lần. ngũ định viễn dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, chỉ muốn chặn hàng trăm lưỡi kiếm cầm long bằng lồng khí do khí độc ngưng tụ thành. trác lăng chiêu cười lạnh nói lồng khí này của người có ích lợi gì? Thần kiếm của ta chân lực hồn hậu, khí công của người ngăn cản không nổi. Khi nói chuyện, kiếm quang giống như đèn đuốc rực rỡ, đột nhiên đâm vào trước mặt lồng khí của ngũ định viễn, chỉ nghe một tiếng xẹt qua, làm tím hai màu va chạm, kiếm khí, trưởng phong rằng co, chỉ khơi dậy một luồng khí hướng lên, lao về phía đỉnh vách núi. trác lăng chiêu có chút kinh ngạc, kiếm quang của hắn đều rất cường hãn, bất luận là tường đồng vách sắt, vừa đâm vào đều sẽ vỡ nát, cũng chưa từng bị bất luận kẻ nào cản trở, nhưng vào lúc này lại bị nội lực kỳ diệu của ngũ định viễn triệt tiêu. Chác lăng chiêu hử một tiếng, nâng cao chân khí, toàn lực vận công, nội lực cực dày đè ép, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, nội lực của hai người họ kích động lẫn nhau, song hùng trên đầu đều đã sinh ra từng trận bạch khí. Mọi người trên bờ bàng hoàng khi thấy hai bên tái đấu. Dương Túc Quan nhíu mày nói, làm sao vậy? Lại bắt đầu chém giết. Thấy Trác Lăng Chiêu chiếm thế thượng phong, Ngũ Định Viễn nếu muốn liều mạng, đó chính là cục diện chết không đường sống. Lưu Vân nắm chặt tay, lớn tiếng kêu lên, Ngũ chế xử. Huynh không cần đánh. Thanh âm như sấm, truyền ra rất xa. Trên vách núi một trận tử chiến, không ai có ý dừng tay. Trác Lăng Chiếu nội lực thâm hậu, Hiếm có trên đời, sở dĩ ngày đó thua giới kiếm của Ninh Bất Phàm, chỉ vì không ngộ hết kiếm pháp, chứ không phải do nội lực không đủ. Hắn thông minh ngộ tính, lại thêm bí pháp được cổ kiếm thần thư truyền dạy, nội lực đã được tính là cao thủ đứng đầu thiên hạ, tu luyện mấy chục năm, chỉ sợ đương thời khó có đối thủ. Kiếm quang cuồn cuộn không dứt đụng phải lồng khí, ngũ định viễn khẽ run, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, dù vậy dưới chân hắn một chút cũng không nhúc nhích. Cái gọi là thần thai bảo huyết phù thiên lục, nhất đại chân long hải trung sinh, ngũ định viễn đã ôm chí không bằng chết, thiên sơn chân truyền nội lực phát huy đến càng vô cùng nhuần nhuyễn. Chắc lăng chiêu thấy hắn có thể chặn cả đời công lực của mình trong lòng cũng âm thầm khen hay, đối với thiên sơn võ học càng cực kỳ hâm mộ. Hai người công lực rằng co, chắc lăng chiêu lớn hơn ngũ định viễn 15, 16 tuổi, công lực tự cũng thâm hậu hơn nhiều, nhưng thể chất của ngũ định viễn đã rất tốt, trên người chứa tiềm lực cũng không vừa, nhất thời toàn lực hành công, cũng không rơi xuống thể hạ phong. Hai cao thủ liều lĩnh đánh nhau bằng vận may của mình, đạt đến mức phán quyết sinh tử, ngũ định viễn dốc toàn lực chống đỡ, nhưng nội lực của Trác lăng chiêu dường như vô tận, từng đợt xung kích, hoàn toàn không thả lỏng. Ngũ định viễn sống sót sau từng cơn sóng, chỉ nghĩ chịu đựng qua cơn mưa rền gió dữ này. Nhưng cơn bão này dường như không bao giờ dừng lại, chỉ đánh đập không thương tiếc. Đôi chân của ngũ định viễn dần dần nhữ ra, có dấu hiệu chống đỡ không được. Song trường lùi lại vài tấc, lồng khi rút lại, vòng tròn phòng thủ trở nên nhỏ hơn, trông lại càng ngoan cường. Chắc lăng chiêu thấy kiếm quang đang dần dần xuyên thấu vào lồng khí, nhưng mỗi một tấc xuyên qua, lực cản lại tăng lên gấp mấy lần. Trác lăng chiêu thầm nghĩ, tiểu tử ngươi được lắm, ta hôm nay nếu không sử dụng tân mộ kiếm pháp, chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi. Ngũ định viễn nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ giật một cái, không biết hắn có ý đồ gì, liền tăng thêm công lực, không dám động đậy, lại thấy kiếm quang của Trác lăng chiêu dần dần thu nhỏ lại, từ từ tụ lại thành một vầng sáng xanh đậm đặc đầy hùng. Vi, ngũ định viễn giật mình trong lòng cả kinh, đây đây lại là chiêu thức gì? Tại sao ta chưa từng thấy nó? Nhưng ngũ định viễn lại không hiểu được, chắc lăng chiêu mấy tháng nay chỉ dốc lòng kiếm pháp, rốt cuộc cũng ngộ ra chiêu cuối cùng của luồng kiếm này, gọi là kiếm hoa quý nhất. Chiêu này tinh kỳ ở chỗ, hợp ngàn đạo kiếm quang với một chiêu thức, có thể nói một lần là xong, chiêu ý cảnh cổ xưa, so với sự phức tạp của hà quang thiên đạo lại càng tốt hơn. Kiếm quang hội tụ, trong nháy mắt làm biến dạng lồng khí, kinh lực liên tục ập tới, bức cho ngũ định viễn không ngừng run rẩy. Trác Linh Chiêu hít sâu một hơi chân khí, thoáng chốc gào to một tiếng, kiếm quang bắn nhanh ran. Thấy kiếm quang uy nghiêm chạm tới lồng khí, ngũ định viễn sắc mặt xanh tím, đã phát huy hết toàn lực, nội lực kiếm quang không ngừng va chạm, thoáng chốc kêu lên một tiếng vang lớn, một luồng khí cuộn trào lên, kiếm quang lồng khí lẫn quy vô hình. Lại vào lúc này, thanh kiếm cầm long hung hăng đâm vào, xuyên qua cơ thể. Máu tươi trào ra, ngũ định viễn đã ăn nhát kiếm chí mạng. Song hùng chiến đấu kịch liệt, kiếm quang và lồng khí đồng quy vô tận. Ngũ định viễn có thể hóa giải kiếm quang vô hình vô chất của đối thủ, nhưng lại không thể loại bỏ được nhất kiếm hữu hình cuối cùng. Ở thời điểm kịch lực hai bên hao hết, nội tức không còn sót lại một chút, lưỡi kiếm cầm long lợi dụng tình hình, mặc cho ngũ định viễn nội công thâm hậu, thân thủ lại mau, lúc này sức cùng lực kiệt, hắn khó có thể chống cự, chỉ có thể mặc cho mũi kiếm nhập cơ thể đâm thòng ngực. Ngũ định viễn chỉ mới luyện tập nội lực thiên sơn hơn một năm, nếu không phải hắn một lòng khiêu chiến, liều chết không suy xét, chỉ sợ trong thời gian một nén hương đã gục ngã. Cuối cùng, hắn có thể cùng chắc lăng chiêu đánh đến mức này, chỉ là không quên khổ chủ phó thác mà thôi thần kiếm nhập thể, từ từ xâm nhập sâu vào nội tạng. Dương Túc Quang vận khởi nội lực, gào lên, chắc trưởng môn. Nề mặt liễu hầu ra, xin hãy hạ thủ lưu tình. Lưu Vân thấy ngũ định viễn đang hấp hối, càng hoảng loạn vô cùng, hắn đoạt lấy cung tiễn của thủ hạ, hướng tới bục cao, chỉ khoảng cách giữa hai bên cực kỳ xa, mũi tên dốc hết sức rơi xuống nửa đường. Chỉ là chắc lăng chiêu không có ý định buông tha, hắn hừ một tiếng nói ngũ định viễn ta kính ngươi là hán tử trung nghĩa hôm nay để cho ngươi toàn thây nghe vậy ngũ định viễn đột nhiên cười lớn khiến vết thương trên ngực nghẹn lại sặc ho không ngừng trác lăng chiêu lạnh nhạt nói ngươi cười cái gì ngũ định viễn cười lạnh nói trác lăng chiêu ngươi xứng nói hai chữ trung nghĩa sao hắn tuy đang bị đe dọa tính mạng vẫn không nhượng bộ Trác lăng chiêu nghe vậy cả giận, quát, ngươi muốn chết thành ngàn mảnh, có gì khó chứ? Vừa nói, hắn vừa đưa lòng bàn tay ra, cắm kiếm vào, chỉ chờ kiếm nghiêng qua, lập tức có thể chém ngũ định viễn thành hai đoạn. Ngũ định viễn dùng dũng khí cả đời, nâng tay phải lên, đã nắm lấy mũi kiếm cầm long, chợt nghe hắn ngửa đầu lên trời hung hăng nói, Trác lăng chiêu. Người trúng kế rồi, xem đằng la tử của ta đây nói xong chỉ thấy trong tay hắn một luồng khí màu tím bay ra giống như dây đằng quấn lấy lưỡi kiếm khí màu tím sinh ra cực nhanh bỏ tới cổ tay trác lăng chiêu trác lăng chiêu cả kinh vội vàng dùng sức trên tay muốn rút binh khí lại nhưng ngũ định viễn dùng tay phải liều mạng chụp lấy giữ chặt nhất thời không rút lại được nhìn thấy độc khí lan tràn lên trên sông thẳng tới cổ tay ngũ định viễn hét lên triệt kiếm trác lăng chiêu sắc mặt tái nhợt ngay lúc độc khí ập tới, không thể làm gì, buông lòng tay phải, ném đi thần kiếm. ngũ định viễn gầm lên một tiếng dữ dội, lao thẳng về phía trác lăng chiêu. trác lăng chiêu chấn động, không ngờ rằng người này có thể phát triển khí lực như vậy khi đang bị trọng thương. nhìn móng vuốt bên phải của hắn như độc long há miệng, dùng sức cắn tới. trác lăng chiêu tay không tất sắt, thật sự rất khó chống đỡ tuyệt chiêu của người này. hắn kinh hãi, trong phút chốc nhớ lại chuyện cũ cả đời thầm nghĩ, chắc lăng chiêu ta hôm nay tận số nơi này. Khó khăn lắm mới dùng hết sức để đắc thủ, ngũ định viễn học máu, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đã dùng hết, trời đất quay cuồng, đôi chân hắn loạn choạng chỉ vừa chạm vào cổ họng của chắc lăng chiêu, cơ thể to lớn của hắn ngã xuống, chỉ nghe rầm một tiếng, đã rơi vào lòng sông. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.